nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 1. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh phía Bắc về công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, phòng chống cứu nạn tỉnh. Theo dự báo, bão số 1 có tên là bão Talim đang hoạt động ở phía bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 10, giật trên cấp 13 và còn tiếp tục mạnh lên. Từ chiều nay ngày 17 tháng 7, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ. Đêm nay và ngày mai sẽ ảnh hưởng đến đất liền. Hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn, nhất là các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng. Sau khi nghe các địa phương báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ban ngành các tỉnh phía Bắc, nhất là các tỉnh ven biển và vùng núi có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn, tập trung công tác chỉ đạo chủ động các phương án ứng phó phù hợp nhất với đặc thù địa phương, đặc biệt lưu ý việc kêu gọi và sẵn sàng ứng cứu các tàu thuyền đang ở ngoài khơi chưa tránh trú kịp, kiên quyết sơ tán người trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản và khu vực nhà yếu, khu vực hầm mỏ không an toàn, kiểm tra rà soát chủ động các phương án bảo vệ đê điều, hồ chứa. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh, đây là cơn bão có cường độ gió lớn, còn diễn biến phức tạp khó lường. Những năm qua, Hưng Yên là tỉnh ít bị ảnh hưởng của bão, vì thế các địa phương tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Đồng chí yêu cầu các sở, ban ngành các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông tin kịp thời để người dân chủ động ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng với phương châm 4 tại chỗ. Có kế hoạch cụ thể với từng khu vực nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn sau bão gây sạt lở đất, các điểm đê sung yếu, có kế hoạch điều tiết nước bảo vệ sản xuất nông nghiệp như là các vùng hoa màu như nhãn, cam, bưởi, cây cảnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn. Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, sẵn sàng các phương án khi có yêu cầu. Điện lực Hưng Yên đảm bảo cung cấp điện cho các trạm bơm tiêu nước hoạt động. Người dân rất chủ quan là bão này là chỉ phòng chống ở biển này, chứ sông thì không để ý mấy. Thế nhưng mà nếu mà sông mà dọn sông của chúng ta là có sông Hồng rất là lớn ấy. Sông Hồng, sông Luộc. Theo cái dự báo như thế này thì cơn bão này vào chúng ta là mưa sẽ rất nhiều. Tính toán thời điểm làm sao mà tháo gạn nước, mà đặc biệt là bơm tiêu úng ấy.